Trình bày với phóng viên báo Phụ Nữ Việt Nam, chị Vũ Thị Sen, 46 tuổi, ở xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, cho biết, những ngày qua chị và gia đình đang rất lo lắng về số tiền 50 triệu đồng bị Trung tâm Giáo dục đặc biệt Giang Sơn lập biên bản nộp phạt hành chính. Thông tin về sự việc này, chị Sen kể, khoảng mấy tháng trước, chị được nhận vào làm việc tại Trung tâm Giáo dục đặc biệt Giang Sơn với nhiệm vụ trông nhóm trẻ. Trung tâm này chuyên chăm sóc và giáo dục các trẻ bị tăng động, tự kỷ, trẻ bị bệnh đau và trẻ chậm phát triển. Đầu tháng 1 năm 2024, chị được điều động từ cơ sở ở xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội sang hỗ trợ cơ sở tại thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Quá trình làm việc tại đây, chị Sen cho biết bản thân không hài lòng với chất lượng bữa ăn. Nhiều bữa chị thấy các em chỉ được ăn cơm hoặc bánh đa trộn đậu phụ, một số bữa khác có kèm thịt băm nhưng thịt rất ít. Vì vậy, chị Sen đã lén chụp ảnh lại bát cơm trên rồi gửi cho 2 đến 3 phụ huynh. Sau đó, bà D, giám đốc Trung tâm Giáo dục đặc biệt Giang Sơn, biết chuyện. Ngày 3 tháng 1 năm 2024, chị Sen được mời lên phòng làm việc của bà D để nói chuyện về vấn đề này. Buổi làm việc có chị Sen, bà D và bà N, quản lý Trung tâm Giáo dục đặc biệt Giang Sơn. Theo chị Sen, tại buổi làm việc này, chị bị ép viết một bản tường trình và ký vào một biên bản nộp phạt hành chính. Nội dung thể hiện việc chị Sen đã nói xấu, làm mất uy tín, danh dự của trung tâm, lôi kéo học sinh đến trung tâm khác, làm ảnh hưởng nguồn thu của trung tâm cũng như hoạt động của trung tâm nên đồng ý nộp phạt hành chính 50 triệu đồng. Biên bản này ghi thời hạn nộp phạt là ngày 17 tháng 2 âm lịch, tức 26/3 dương lịch. Nếu quá lịch, trung tâm Giang Sơn sẽ cho người đến nhà đòi tiền và thu thêm 5 triệu đồng. Biên bản trên có chữ ký của chị Sen và dấu đỏ của công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và phát triển giáo dục đặc biệt Giang Sơn. Theo chị Sen, khi nghe số tiền bị phạt lên tới 50 triệu đồng, chị đã khóc, cầu xin nhưng không được chấp nhận. Sau đó, bà D yêu cầu chị chuyển trước 10 triệu đồng. Khi đó, chị Sen nói tài khoản chỉ còn 8 triệu, vì muốn giữ lại 2 triệu đồng để nộp tiền học cho con. Chị Sen cho biết, bà D nhắn số tài khoản ngân hàng cho chị qua Zalo. Tuy nhiên, do không thông thạo sử dụng điện thoại, chị đã bị bà D lấy điện thoại để tự nhập số tài khoản. Chính vì vậy, bà D nhìn thấy số dư tài khoản của chị còn 10 triệu đồng nên tự động chuyển 10 triệu sang tài khoản của mình. Chị Sen vừa nói vừa cung cấp hình ảnh biên lai chuyển tiền thành công qua ứng dụng banking của ngân hàng. Theo chị Sen, sau khi chị đăng tải nội dung về sự việc lên mạng xã hội, tối ngày 23 tháng 1 năm 2024, bà D đã cùng một số người khác đã đến nhà chị để thỏa thuận hòa giải. Tại buổi làm việc, bà D thừa nhận có nhận 10 triệu đồng từ chị Sen vào tài khoản ngân hàng của bà, nhưng bị giám đốc phủ nhận cáo buộc ép, lấy điện thoại của chị Sen và tự nhập số tiền chuyển khoản. Chị Sen cho biết, bản thân chị không lấy chồng, nhưng đang có một đứa con học lớp 5, hoàn cảnh gia đình chị rất khó khăn, hàng tháng hai mẹ con chị chỉ trông chờ vào đồng lương ít ỏi của chị. Giờ bị phạt tận 50 triệu đồng, trong khi chị cho rằng bản thân mình không làm gì sai. Liên lạc với bà D qua điện thoại, vị giám đốc Trung tâm Giáo dục đặc biệt Giang Sơn cho biết đang đi công tác dài ngày. Liên quan đến sự việc giữa chị Sen và trung tâm, bà D cho rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm giữa hai bên, quản lý nhân viên. Về số tiền 10 triệu đồng, bà D tiếp tục trả lời đây là vấn đề hiểu lầm và hai bên đang giải quyết theo hướng tình cảm. Sau đó bà D cúp máy. Theo ghi nhận tại Trung tâm Giáo dục đặc biệt Giang Sơn cơ sở Lưu Phái, nơi này là một ngôi nhà dân 4 tầng, được trung tâm thuê lại và hoạt động được khoảng 2 đến 3 tháng gần đây. Người dân sinh sống gần đây cho biết, tấm biển hiệu của trung tâm đã bị lực lượng chức năng đến gỡ bỏ vào mấy ngày trước. Cơ sở này hiện đóng cửa. Khi phóng viên tới nơi liên hệ, thấy bên trong có vài chiếc xe máy, bấm chuông liên tục nhưng không có người ra mở cửa. Một cán bộ xã Ngũ Hiệp cho biết, địa phương đã nắm được thông tin về sự việc và đã làm báo cáo gửi các phòng chức năng của Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì. Vị cán bộ xã Ngũ Hiệp cũng cho hay, chị Sen là con của một thương binh, chị này không lấy chồng nhưng có một đứa con học lớp 5. Hằng tháng chị Sen vẫn vào Ủy ban Nhân dân xã để nhận tiền trợ cấp cho bố. Do không tiếp xúc nhiều nên tôi cũng không rõ chị Sen là người thế nào. Trao đổi với phóng viên báo Phụ Nữ Việt Nam, lãnh đạo công an huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đang xác minh làm rõ vụ giám đốc Trung tâm Giáo dục đặc biệt Giang Sơn bị tố cưỡng đoạt tiền.